Ok, hello chào mọi người, mình là Simi đây à nhá. Và chào các bạn trở lại video của mình và chào các bạn trở lại với video cùng với Kaya thôi. Yeah. Ok, thì, trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho mình một nút đăng ký, nút like và quên bật lượt. Bây giờ nếu các bạn muốn mình làm video gì tiếp theo cùng với Kaya nha. À và đừng quên lắc trong bên cạnh ở nút đăng ký để video mới nhất của mình sẽ thông báo về cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chúc mọi người xem video về à nhá. Ok, và trở lại đây anh nhá. Sao và chào các bạn trở lại với một căn phòng đầy bao nhiêu thứ thú vị. Và đó các bạn thấy không? Đó, thí nghiệm này, khoa học này, các thứ kiểu đó, máy chế thuốc này. Và đây là chính là căn cứ của một phù thủy như mèo Simi đây. Ta da, thì hiện tại mình đã trở thành một phù thủy. Đây là siêu năng lực các bạn. Các bạn thấy không? Đây là một skin phù thủy thì mình mới chế được, hoặc là mình lấy từ Nova skin thì đấy, các bạn thấy nó khá xinh mà đúng không? Ok thì phù thủy nhà ta đã ở đây mấy chục năm rồi, quá chán. À, mình có một năng lực rất là đặc biệt là chắc là mình không bao giờ chết, bởi vì mình sống vĩnh cửu các bạn ơi. Phù thủy là sao ta? Nói chung là nó lớn như này thôi thì nó sẽ không bao giờ chết được, bởi vì nó có khả năng sống vĩnh cửu. Trời ơi, sống vĩnh cửu không phải là bạn mình ấy. Trời ơi, trời suốt ngày chế thuốc. Sau đây đi làm mấy gậy cây gậy thần này. Có gì thú vị nhá, phải kiếm một cái gì đấy để gọi là mình bắt nó làm nô lệ, bởi vì cái phép thuật này mình chắc chắn mình sẽ làm được. Mà không biết mình nên kiếm ai ra. Suốt ngày chế thuốc đây mấy trăm năm rồi, chán quá. Thôi bây giờ đi ra đường kiếm gì thú vị rồi các bạn ơi. Đây là chung cứ, đây là căn cứ của mình, rất là bự luôn đó. Có vẻ hôm nay mình nên đi dạo ở một vòng công viên để kiếm một con thú nào đấy mình sẽ bắt về nó làm thí nghiệm. Hợp lý. Ok đi thôi nào. Na. Gì vậy? Mẹ bên này à? Em chỉ đùa đấy mà. Trời ơi, mình hay nhìn này, em được thân hình nhỏ bé. Trời ơi, đúng rồi. Trời, em ăn nhiều, em chỉ nở mình hai năm ngày mua bịch bánh trắng thôi mà mình hay. Trời ơi, cái gì trời vậy? Trời ơi, em cái xin lỗi mà... bên đây. Ba đứa cao to này sao bị mắc nạt, mới nghèo nào như vậy? Trời ơi, kệ mình phải da cửa uống gì vậy? Ê, quay. Ê, mình hay. Nhóc từ từ để ta giải quyết vụ này. Sao mà anh hai cao lớn đẹp trai nhìn như giang hồ à không, nhìn như này sao lại đi bắt nó, bắt nạt đứa con nít mà nhìn nó nghèo nàn vậy? Trời ơi, nhìn nó kìa. Đúng rồi đó chị. Trời ơi, nó mập tròn que đúng không? Nhìn mập kìa. Trời ơi, nó mập dễ sợ luôn, nó còn nghèo nữa. Hai nói coi sao bắt nạt được con nít nó lại tròn que như vậy hả? Con nhỏ này là ai đây? Thằng nhóc này á? Sao có gì không, liên quan gì tới mày hả? Trời ơi, mới vô mà mạnh hạ mạnh. Trời ơi, cái thằng cái vụ này, trời ơi, em bữa nó có đâm ghê coi mà trời. Ok, mình tỉnh, em bình tĩnh. Em bình tĩnh, rồi, anh bình tĩnh với anh hai à. Nè, em gái nè, em gái nè, chuyện này không liên quan tới em đâu. Nếu em mà xếp vào trận này thì tụi anh cũng không nương tay học. Trời ơi, không nương tay luôn, đánh phụ nữ luôn hả? Trời ơi, mày không nương tay hả mày, hãy dụ mày. Ok, rồi, ok, ủa nhưng đây anh này nhìn kiểu chất lượng mà. Mặc áo đầu lâu luôn, ok, anh hai có muốn nói gì không? Tụi bay đánh nó cho tao. Gì? Ủa, nó đánh được chơi đây, chơi cứ. Em bình tĩnh, bình tĩnh. Gì? Tụi mày đánh tao á. Ok, rồi, ok, đánh nhau gì, ok. Rồi, mấy cưng ơi sao hả? Đánh chi? Đánh đi. Mấy thằng ngu, mày đánh tao hả mày? Tụi mày đánh đi mày. Ây da, trời ơi. Xin lỗi, trời ơi. Trời ơi. Thật là đúng là chưa gì nghèo mà trời ơi, chưa gì bị bà chị này đánh. Trời ơi, trời, ấy tỉnh ra chị là vừa cứu cưng đó nha. Trời gì đây? À dạ, trời tụi mày hết cho, tụi mày hết chạy cho. Trời ơi, khoa cưng. Đừng có nghĩ là chị đánh xong tụi này là chị cho em đi nha, không có đâu. Bây giờ chị sao chị? Trời ơi. Cứu xong rồi phải có quà thưởng chứ. Trời sao em nghĩ đơn giản vậy? Trời ơi. Xong là phải có quà. À quà đúng, hả? Đúng rồi. Một chị tách đá đi. Cái gì đây? Trời. Hai đây nha. Ê đứng lại. Thằng kia đứng lại. Mày đứng lại. Đứng lại. Không tao bắn nha. Tao có phép thuật nè. Dạ. Biết tao là ai không ạ? Tao là phù thủy quyền năng trong cái làng này. Hiểu không? Nói chung á là chị đã gọi là giết đứa này cho cưng rồi thì cưng phải làm nô lệ cho chị, hiểu chưa? Cười không? Dạ, em đúng rồi. Đứng lại. Giờ ngươi phải làm nô lệ cho ta, hiểu không? Thằng mập này. Dạ. Rồi, thằng mập này đi thôi ta. Giờ ngươi trở thành nô lệ cho tình chính thức rồi. Rồi, coi như là ngươi sẽ hầu hạ ta suốt ngày nè. Và ta nói gì ngươi phải làm nấy, hiểu chưa?
Ngươi mà sai lời cho thằng mập này tao sẽ giết mày, mày hiểu chưa? Trời ơi. Biết gì để cho bằng kia đánh không chạy. Vậy nói gì? Thằng mập này khổ quê á. Rồi đây, tao xin giới thiệu mọi người, đây là chung cư, à đây là nơi mà ta đang trú ở. Đó. Thấy không? Ui trời. Tao xin giới thiệu đây là thằng mà ta bắt làm nô lệ, nhưng mà nó quá gọi là nó phản bội ta, nó cho nó sức sức bay 5.000 năm nó trở thành bộ xương rồi, có thấy không ạ? Người mà không nghe lời nó cho nó sức bay như thế này á. Nghe chưa? Dạ. Ăn gì mập vậy? Còn cơm má nóng. Trời, ăn cơm gì mà mập vậy? No giùm cứng đi. Nhìn vậy ai ưa trời. Rồi, bây giờ việc của người bây giờ phải sao ta? Học hỏi nhiều thứ, người hiểu không? Học hỏi. Và chúng ta sẽ gọi là học hỏi. Và từ đấy người sẽ trở thành một nô lệ siêu cấp của ta. Hợp lý không? Wow, nô lệ siêu cấp luôn. Đúng rồi. Dưỡng, dạ được á, dạ được á. Rồi, bây giờ việc đầu tiên. Dọn nhà đi. Nhà đang nhấp. Rồi, tao ngồi chơi. Rau rêu ở đây hả? Bây giờ có dọn không? Dọn đi. Okay. Quá nhiều à. Làm gì vậy con? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Mất. Dạ. Làm gì vậy? Em đang lau ly nước này nè. Trời ơi, đó số nước mà. Lau gì vậy? Mất. Dạ, mình người giúp việc mình phải làm cho nó kỹ đúng không? Trời ơi, tính nha, tính nha mập nè, ở đây mấy gần cả tuần rồi mình cứ suốt ngày đi lau nhà lau cửa vậy. Thôi đừng lau nữa, đi lau nữa. Bây giờ chị nói nè. Bây giờ mập nói nè, bây giờ là chị đang cảm giác rất là đói. Em có thể nói chị đang dồng chứ suốt ngày ăn mấy trái cây nữa sao? Nhưng mà em mới có 6 tuổi làm sao biết nấu ăn? À tính ra người nô lệ của ta cứ phải làm tất cả mọi thứ chứ. Giờ sao hả? Tao bắn rồi nè. Dạ, em sẽ nấu một trong những món ngon nhất tại thành phố của em. Đây, dạ, cô chủ cứ ngừng ngay đó để em làm. Trời ơi, chơi gì mình đập cái bàn mẹ luôn các bạn ơi. Khổ ghê á. Trời ơi. Ủa sao mình nghe ai nói gì nhỏ nhỏ ta? Trời ơi, nói dạ, mà. Dạ, nói nó cứ nói to lên tí nha, nói nhỏ nó không được nha. Dạ. Giết giờ. Rồi nấu đang đây, giờ ta đang đói. Tình ngốc mập này nấu được gì cho mình ăn. Nấu nhanh vậy? Sao mà không? Nấu nhanh vậy? Trời ơi, cái trình độ lạng lách của em thì dăm ba mấy cái món này bình thường. Nào, món đầu tiên, bánh quy. Cái gì? Món bánh hai, quy. Bánh kem. Món thứ ba, thịt gà. Món thứ tư, kem. Trời ơi, không? Tính ra mấy cái này mình chưa cho ăn các bạn ơi. Trời ơi, có phải tay nghề của người mẹ là lên hết chưa? Wow. Bình thường thôi, bình thường. Ơi, cái món này mình chưa bao giờ ăn luôn á. Rồi, nói chung là ngoài chợ Kim Biên mấy chục ngàn như vậy. Gì? Mấy món này em mới làm cực kỳ là quyết tâm, cho nên là mong cô chủ sẽ thưởng thức. Trời ơi, mập mày đúng là nô lệ số 1 của ta. Trời ơi, ngon quá. Nhâm. Đúng rồi, ăn nhiều hơn. Lấy bộ ăn nhiều hơn. Rồi. Đó, rồi, cảm ơn nha. Rồi, giờ xuống lâu nha. Ai cho người đi ăn hả? Xuống lâu. Xuống lâu nha. Tùy tôi ăn mà. Tùy quá. Trời ơi, tủ nấu lên là được kiểu cho ăn, ai ngờ thiệt tình. Thôi dạ, ra cho người ăn á. Đó, cho người ăn bánh quy thôi á. Bánh quy thôi nha. Đừng nói nhiều nha. Giận rồi. Trời ơi. Giận không? Giận ơi, dạ. Ăn bánh quy. Nhầm. Ăn chung ta đi, đã buồn. Nhầm. Ok, và đây là bài tập cuối cùng chợ. Cái gì mập? Ra đây coi. Gì vậy? Tính nhau đó. Trời ơi, con đang tính nhau với tao chị mình. Làm gì? Hai bông mắt bướm mà. Trời ơi, có gì đâu. Tính nhau người nô lệ là hôm nay tao sẽ chị người gọi là một gọi là ra là trợ thần ta. Nô lệ cao cấp bằng cách chị người dùng phép thuật. Đây, nó sẽ cho người một cái gậy thần wow. Tại phép dẫn thuật. Trời ơi, cuối cùng mình cũng đã mong tới ngày này lâu lắm rồi để rồi từ từ nè, bây giờ ngươi thấy cái nộm ta để đây không? Bây giờ hãy đứng đây, hãy dùng hết nội công của mình để bắn trúng tâm ngươi nha. Thấy chưa? Đó. Wow, thấy không? Hấp dẫn. Rồi hãy bắn thử đây. Gì vậy? Vậy chưa? Bắn đi đúng rồi. Cái gì vậy? Không bắn được. Trời ơi. Cái bắn gì vậy? Cái này bị hư gì vậy? Đâu bắn được rồi. Cái này mình kia. Cho em mượn cái kia được không? Chà. Đấy. Đâu? Em đã biết rồi, từ đây. Nè, bình thường mà. Đâu, bắn thử đi. Bình thường, nãy giờ đùa thôi.
Ờ, đồ bắn lửa. Đúng rồi, trời ơi. Cố lên, đúng rồi. Bum. Đó. Trời ơi, người đã học được, người đã phép, người đã... Người đã gọi là dùng được nội công của mình để gọi là sử dụng cái gậy thằng này. Đúng rồi, nhưng mà cái này ta sẽ giữ, ta cũng không đưa, người đâu yên tâm đi. Nè, người đừng coi. Vậy? Ủa sao cười vậy? Trời ơi, cười vậy? Nô lệ cấp 1 thôi mà, cho người ta thử thôi. Giờ, okay, người bây giờ việc của người là gì không? Đúng không? Là gì? Lau nhà và nấu ăn cho ta, để ta đi ngủ. Thế thôi. Làm việc đi. Mập này, nhiều quá. Buồn gì? Giết giờ. Nô lệ mới nhiều à. Cái công thức này làm như thế nào ta? Cần một linh hồn của ma nữa. Sao này khó ta? Hay là mình già rồi? Mà mình đâu bao giờ già đâu, quên mất mình trẻ hoài à. Cái này làm sao nhờ? Mình cũng không có cái gì làm thuốc hết á. Gì mà toàn hoa vậy? Trời ơi. Bà chị ơi, cô chủ ơi, về cái này cô chủ ơi. Trời ơi, người làm gì mà nhảy tưng tưng vậy? Gì? Đây. Trời ơi. Gì ta? Tôi vừa mới mua những cái thứ này đó, cô chủ đưa nó. Cái gì vậy? Gì mà trái cây vậy? Lúc thích ăn trái cây đâu? Ăn trái cây làm gì? Đúng rồi mà. Ăn bánh kẹo ngon hơn không? Trời ơi, ăn cái này nó mới bổ dưỡng chứ. Trời ơi, phù thủy nhưng mà vẫn là thân hình con người mà. Phải trời ăn vô nó mới bồi bổ. Người có thể mua cho ta mấy gì tốt đẹp luôn không? Đi mua mấy này tao ăn cho nổi, ăn hoài à. Đúng rồi. Gì? Tôi nhận là đây dây, tôi làm. Khổ ghê á. Dây. Khổ ghê. Nghe nói hồi đó là ai hay gọi mình là mập lắm đúng không? Ê, cái gì? Thì hồi đấy tôi mập thật mà. Gì đâu? Duyên quá à. Mập. Mà giờ nhìn là trời ơi, cái tướng rồi, cái tướng của bà kìa, trời ơi, ú ra luôn rồi trời. Đi ra, người kia đang có chửi thằng mập, đi ra, như em đánh ngươi vậy. Mà sao, nhưng mà tại sao tên này lớn lên nó đẹp ta. Trời ơi, thấy nó mập lắm mà, chứ bây giờ nó đẹp trai vậy. Ê, người đứng làm gì vậy? Cái gì vậy? Đi nghe lẽ mà đúng không? Cái tên này, gì chơi? Ai biết được, ngươi đang nghe lẽ mà sao? Thôi, bạn làm gì đi, để mình làm cho. Trời ơi, mấy đồ này sao làm gì? Được. Sao ngươi lưỡng lên ngươi lạ vậy, hồi đấy cứ mập lắm mà sao giờ nhìn đẹp trai vậy. À không gì, không gì, sao, không. Nói chung là sao ngươi lưỡng lên ngươi ổn vậy. Nó nhớ hồi đấy ngươi mập còn xấu rồi, sao giờ mặc đồ gì mà. Cái này gọi là vậy thì thành công đó. Trời, hấp dẫn không? Luôn á. Rồi, ngươi thành công rồi, ta vẫn vậy. Mấy năm trời ta nuôi ngươi, bây giờ ta vẫn vậy là chả có gì thay đổi luôn. Sống mệnh cửu rồi chán thật. Không ai yêu ta nhớ nữa. Nhớ hồi đó mình hay gọi cô chủ là chị. Nhưng mà giờ bằng tuổi rồi. Trời ơi, duyên mà do ta là phù thủy. Ta không bao giờ gọi là lớn lên hay già đi được nữa, có hiểu không? Bây giờ ta có thể là như thế này thôi. Ây da. Nhưng mà không sao. Sao? Ngươi đã trở thành nô lệ cao cấp của ta rồi. Nên ta cũng không để ý ra đâu. Yên tâm đi. Nô lệ cao cấp. Sao? Sợ cái gì? À, nói chung trời, là không có ai yêu hả? Vậy, có bị khùng mà ta phụ tỷ mà cần gì mấy cái thứ đó. Như vậy quá tơ thôi. Người làm ơn đi đâu đây chứ đừng ở đây làm tao bữa tối quá à. Làm gì đây? Ok, vậy giờ bà ở đây nha, tôi đi ra ngoài chút nha. Nhưng mà tính ra tên này cũng là mình bữa tối thật á. Trời ơi, gì vậy trời, đang suy nghĩ gì vậy? thì ok thì video của mình như này thôi, thì đây là quá trình mà mình nuôi một thằng mập nó thành một thằng sói ca thế thôi. Ok, nếu các bạn muốn mình làm những video thì các bạn bình luận bây giờ cho mình nha. Bây giờ xin chào mọi người và bye bye. Annyeong.